Vâng, chào tất cả các bác nhé. Em là Trường Hàng Bãi Nhật ấy. Hôm nay em về rất là nhiều mặt hàng để giao lưu với các bác nhé. Hôm nay có mũ bảo hiểm thanh lý này. Đấy, cái mũ Honda. Mũ của Honda nhé. Mũ này mũ nữ luôn. Hôm nay em thanh lý ra giá là 100 ngàn. Đấy. Và cái mũ này thì nó có cái đặc điểm là nó bị hơi do vận chuyển á, nên nó hơi bị chảy nhẹ một tí thôi các bác. Đó nên là shop đang xả ra giá 100 ngàn để gỡ phần nào vốn thôi. Rồi máy câu này, đấy, máy câu hôm nay có cả máy ngang, máy đứng đồ các kiểu nha. Đứng nằm được kiểu ok, có hết. Rồi rọ câu này, rồi một số con máy đấy, máy hàng tuyển nha, hàng đẹp, hàng tuyển. Rồi một số cái chuông này, đấy, chuông của Nhật này các bác này, chuông đồng nhé. Đấy, cái này tí nữa em giá của nó thì cũng cực tốt luôn. Đấy, dây điện nữa các bác, dây điện. Đấy, dây điện thì bác nào mà đang có nhu cầu làm nhà nhé, thì dây này là cái dây của hãng Kawasaki. Đấy, đang có nhu cầu làm nhà thì các bác mà cần cái số lượng thì các bác nên tranh thủ mua nhé. Tại vì cái dây đợt này là từ giờ cho đến năm nay là coi như là nó là hết hàng rồi đấy. Đấy, coi như là rồi, và rất là nhiều các mặt hàng khác phía sau nữa nhá. Thì các bác vào đây xem có gì cho em Trường xin một nút like, một nút đăng ký kênh và một nút chuông theo dõi ủng hộ kênh cho em với nhá. Đấy. Đây là những cái mũ bảo hiểm. Đấy, nó là mũ bảo hiểm của Honda nhá, và nó đi theo xe của Indo về nhá. Rất là chắc chắn, nó có tới 3 lớp nha. Đấy, lớp xốp ở trong rất là dày này. Đấy, lớp vải và một lớp nhựa. Đấy, lớp nhựa này là nhựa ABS, rất là cứng và dẻo nhá. Đấy, rất là ok. Cái mũ này thì cái đặc điểm như sau, thì do vận chuyển này thì nó sẽ có những cái vết xước nhẹ như thế này các bác nhé. Đấy, chứ còn bản chất của nó là mới nhá. Đấy, chưa qua sử dụng. Nhiều cái thì nó cũng hơi nấm lấm một tí thôi. Đấy, không ảnh hưởng gì các bác. Đó, hàng mới chưa qua sử dụng đâu, nhưng mà do những kiểu là hàng tồn kho rồi để vận chuyển rồi các kiểu nên là nó đè nén lên nhau, cái nào bắt đầu nó bị chảy một tí cái lớp sơn thôi. Đấy, các bác muốn đẹp thì mình có thể là sơn lại cũng được thôi. Sơn này thì gần nằm cái tí sơn bóng màu trắng là ok, không thì cứ để vậy cũng được, chả sao cả. Đấy. Rồi. Mũ Honda này đó, là bên shop đang thanh lý ra với giá, thì các bác cứ lên mã cho em là mũ Honda sức nhẹ nhé. Đấy, mũ Honda nữ sức nhẹ giá 100 ngàn một cái. Cái này thì cái này là em không có bao ship gì đâu các bác nhá, thì ship là một cái như thế này là 30.000 nhá. Đấy, nói rõ luôn. Rồi, tiếp theo thì shop về được một số cái ca inox. Ở đây có ca vuông với lại ca tròn nhá. Em cầm cái này em đo cho anh cái đường kính thôi. Cái ca inox này nó có cái cữ như thế này luôn này, có mực nước ở đây này. Ở đây em ghi là người ta ghi là 300 ml, 300 ml. Đó. Đây nó có quai luôn nhá. Cầm lật nó ra. Đấy, nó có quai luôn các bác này, có quai để mình cầm để múc múc nước nẩu đồ các kiểu các bác ha. Cái đường kính của nó là 13 cm, đường kính 13 cm nhé. Đó. Đấy. Cao là cỡ khoảng là 5 cm. Đó, này là inox, các bác có thể là múc nước nẩu đồ các kiểu, nước lèo kiểu cũng ok. Ca này thì bên shop đang bán với giá là 15.000 cái nhé. Đấy, các bác mua bao nhiêu cái đấy thì có thể liên hệ để bên em chọn, số lượng thì nó cũng có hạn thôi. Còn này thì ca kiểu ca vuông đây nha, em nói rõ luôn là ca inox tròn. Đấy, ca inox tròn để múc nước nấu giá là 15.000 cái. Đấy, còn cái này ca vuông. Đấy, ca vuông như thế này thì giá là 20.000 cái nha. Đường nó là một cạnh của nó là 15 cm. Đấy, rất là đẹp, có quai luôn, 13 cm rưỡi. Cái này thì nói chung nếu mà đi du lịch xã ngoại lấy cái này làm đồ mà nấu đồ các kiểu cũng hợp lý các bạn. Đấy, cái loại ca vuông, ca inox vuông thì giá là 20.000 cái nhé.
còn lại là tròn 15.000 cái. Rồi. Đó là cái inox. Rồi. Hôm nay thì shop có về được cái nô. Nô là cái đóng cửa tự động của hãng là Miwa. Đấy, hãng Miwa. À, Miwa Japan luôn nhá. À, cái chất liệu ở đây thì nó là chất liệu ở đây thì nó là hợp kim nhôm, còn cái thanh đẩy này thì nó làm bằng kim loại nhé, biết là bằng sắt hay làm bằng gì đó thì nó rất là cứng. Đấy. Còn ở đây thì nó có cái chỗ để mình bắt vít bắt đồ thì nó rất đầy đủ, này thì nó rất là khỏe luôn. Đấy. Đấy. Nó tự động co lại nhé các bác nhé. Đấy, có cái khuỷu ở đây nữa các bác này. Đấy. Đóng cửa tự động. Thì nói chung ở đây thì em thấy nó có cái lớp sơn như thế này. Thì tùy các bác thôi, về theo cái mình, tại vì cái đồ này nó bằng kim loại thì các bác về mình có thể là muốn cái lớp sơn của mình nó giống với lại cái màu sắc cửa rẻ hay là màu sắc cái gian nhà của mình nhé, thì mình có thể là tẩy cái lớp sơn này đi và mình sơn cái lớp sơn mình mong muốn vào thì nó vẫn hợp lý thôi các bác. Còn cái này thì bản chất của nó thì cái khung sườn của nó thì rất là ok, Niwa và của Nhật sản xuất luôn nhé, Nhật sản xuất luôn này. Đó. Rồi, à, cái đóng cửa tự động này thì bên shop đang bán với giá là 220.000 nhá, 220.000 một cái. Đấy. Rất là nặng, cầm rất là ok, bao phê luôn các bạn. Rồi. Đóng cửa tự động 220.000 một cái nhé các bác nhé. Đây, kéo thử cho các bác thấy. Ui giời, cứng lắm, rồi nó tự kéo về nhé. Đấy. Rồi. Rồi, tiếp theo đây thì em có một số cái máy câu như thế này nhé. Máy rất là ngờ. Đấy, đẹp luôn này. Ui giời. À, con này thì đây cái này còn cước luôn này. Đấy, cái này thì em không biết là size bao nhiêu, cái chuyên ngành mình không phải là câu cá đồ các kiểu nhá. Đấy, mà mình nhiều bác hỏi về máy câu đồ câu quá nên em về giao lưu các bạn. Đấy. Đây thì cái khóa của nó ở dưới đây các bạn. Đấy, khóa vẫn còn ok nhá. Đấy. Đó. Thì con này máy câu này đấy. Cái này thì nó bị chóc sơn thôi, còn nó vẫn còn quay ngon trơn tru. Hôm nay cái mã máy câu này thì em lấy là mã G1 đi. Đấy, G1 này. 120k nhé, 120k. Đó. Rồi, con máy số 2. Máy số 2 thì đây cái đặc điểm như này thì đây thì cái con này thì rẻ thôi, lỗi con đây này. Cái này nó bị gãy ở đây rồi mà mấy bố là cũng có xử lý lại, dán keo vào đây, không biết cái keo gì cũng chắc lắm. Đấy. Đấy. Còn cước ở đây thì vẫn còn ok, máy thì vẫn còn mượt mà chân chu. Đấy. Rồi, con này 50.000 nhá, mã G2. Đấy, cái lỗi đấy thôi là coi như bán lỗ luôn, G2 50k. Thì bác nào muốn đẹp nữa thì về mình chà cái này đi này, chà cái lớp keo này đi thôi, nó ok thôi. Cái này thì giống như kiểu là keo rắn gỗ ấy các bạn. Đấy. Không ảnh hưởng gì đâu các bạn. Chà cái cạo đi cho nó bằng để nó đẹp như thường thôi. Bản chất thì quay vẫn còn ok nhá. G2 50k. Rồi, mã G3 là một cái máy ngang. Đấy, máy ngang như thế này giống như kiểu là ốc bươu vàng đấy các bạn. Này rất là hay nhá, khóa của nó ở đây được các bác này. Khóa ở đây nhá. Máy ngang này thì các bác đi câu đồ các kiểu nắng xê hay là đi câu đồ gì cũng là hay luôn các bác. Dây của nó ở đây thì nó là dây 1.5 hay 2 chấm gì được. Đấy. Cái này á nó rất là gọn, đặc điểm của máy ngang nó rất là gọn gàng nha các bác nhé. Gọn. Mình đi câu đồ các kiểu thì quăng độ 15 20 mét hay là cùng nắm là 50 mét đổ lại thì chả ai quăng đến 100 mét. Rồi. Mã G này là G3. À 100
30k nhé. Đấy, Z3 130k. Đó. Rồi. Máy ngang nữa này. Máy ngang này là mã Z4. Đấy, khóa chốt thì ok nhá, ốc bìu vàng ngon lắm. Quay cho phải gọi là khét đèn đẹp. Đấy. Rồi. Mã Z4. Đấy, con này cũng là 100k luôn. À 130k luôn đi. Đó, Z4. Đấy, 130k. Đó. Z4 nha, 130k. Rồi Z5 này, Z5 đấy cũng ốc bìu vàng, đấy, chốt khóa của nó vẫn còn ok, cái này còn Shimano, đấy, Shimano đây các bạn. Đó. Đấy, quay thì còn khét lắm. Đấy. Nói chung mấy con máy câu của Nhật về nó nhìn nó có thể là nó cũng cũ vậy thôi nhưng mà xài nó vẫn còn ngon, mượt mà. Ôi, con này Z5 giá là 130.000 luôn, ốc bìu vàng. Z5 130. Ê, còn con này máy ngang luôn. Máy ngang. Đấy, máy ngang mà cái kiểu máy của nó như thế này rất là hay các bạn. Đấy, dây cước này to luôn. Cái loại này thì đi câu biển hay câu đồ gì các bạn này. Dây cước của nó kinh khủng lắm. Dây cước này 4-5 chấm. Rồi. Khóa của nó ở đây được các bạn này. Đấy, cái khóa bắt khóa ở đây cho các bạn nhé. Đó. Máy to bự. Cái này cái đường kính của nó khoảng là 10 phân nhé. Đó. Đấy. Cái này xem của cái hãng gì đây. À, con này là cái gì nó ghi thương hiệu là có chữ A luôn. Seiko. Đây, có cái thương hiệu gì hình con cá đồ trên đây giống như kiểu là đây này. Úi giời ơi. Rồi. Con này giá là 180.000 nhá, mã Z5 Z6. Z6 180k. Z6 180k. Ôi, con mã Z7 này, Z7 thì con này thì quá là đẹp. Là cái khóa của nó ở chỗ này đấy các bác nhá. Cái này kiểu là khóa từ, khóa nam châm hay sao các bác. Đấy, vặn vào nó siết lại. Đấy, siết lại là nó chắc. Đấy, vặn không được. Đấy. Mở ra đồ các kiểu để các bác quăng này. Đấy. Mở ra để quăng nó rất mượt nhá. Đấy. Quay tít thò các bác. Đó. Rồi, con này thì nhìn nó giống như kiểu bánh xe vậy, hay ghê luôn các bạn. Rồi. Đây đường kính của nó cũng cỡ khoảng là 10 phân. Đấy, con này sơn xiết của nó là sơn tĩnh điện. Đấy. Sơn màu đen. Các bác thích thì về sơn lại thôi, muốn mới thì ba cái đồ này nó làm bằng kim loại mà. Về thích mới thì trà đi sơn lại, còn không để vậy cho nó tự nhiên. Rồi, mã Z7. Máy ngang nha, Z7 con này 250. Đấy. Đấy, con này to. Máy hàng hiếm lắm cái này, cực hiếm. Rồi. Rồi. Tiếp theo đây thì con máy này size thì cỡ khoảng 1.000 thôi. Đấy. Quay kiếc quá khiếc thì vẫn còn mượt mà. Lại quá ở đây các bạn. Đó. Này tay phải. Rồi con này thì mã Z8. Z8. Rồi con này thì nhìn nó còn đẹp. Đấy. Đẹp. Nhìn nó khá là đẹp. Z8 con này 140 nhé. 140.000. Z8 140. Rồi Z9. Đấy, con này cũng tương tự như con Z8 luôn này. Đấy. Tương tự như con Z8 luôn, size 1.000. Đó, quá khiếc thì còn ok. Z9 cũng 140.000 luôn. 140k. Đó, bác nào câu kẹo thì tranh thủ nha. Nay đợt này về máy câu thì có cái máy ngang, máy dọc đồ các kiểu. Đây, con này thì Happy Sunday cũng size 1.000 luôn các bạn. Size 1.000, con này 130 thôi. Con này Z10 130.000 nhé. 130.000. Đó, Z10 130.000. Đấy. Rồi.
bác nào mà mình bán đầu câu rồi các kiểu thì mình cũng có thể là mình mua về bán cho anh em đam mê về máy bãi Nhật rồi các kiểu thì bác cũng có thể là mình liên hệ nha. Rồi còn này thì là một cái rọ này, đi câu cá thì chúc các bác mà mua máy về rồi thì cũng phải chuẩn bị cái rọ đựng cá nhé. Cái rọ này nó có cái phao đấy, nó ba cái cữ như thế này, nó có phao luôn này, câu được con nào vứt vào trong đây nó không chết được đâu. Cái đường kính của nó cỡ khoảng là 40 cm đấy. Đây, cái cáp ở đây này. Cáp của nó rất là cứng, đố con nào vào đây mà sống được các bác nhé. Rồi cát hôm nay thì bữa nay thì nó còn giá là 65.000 thôi đấy. Còn ít nữa thì em xả ra thôi, 65k rọ câu đấy. Rọ câu cá 65.000. Rồi sản phẩm tiếp theo thì ở đây em có cái van khóa ga hoặc là khóa nước nhé. Sản phẩm này nó làm bằng nhôm rất là dày đấy. Đấy. Rất là dày dặn nhé. Thì cái van van ga này đi. Đấy. Van ga này bên em đang bán với giá là 5.000 một cái ha. Bác có thể là nếu như mình đang làm cửa hàng ga cộ hoặc là đồ gì mình cũng có thể mua về mình bán lại cũng được luôn. 5.000 cái van ga. Ở đây thì bút thử điện thì có đo được thông mạch luôn này các bác này. Đấy, có đo thông mạch luôn này. Đấy. Bút thử điện 25.000 cái nhé. Bút thử điện xám đi 25.000 cái. Còn sản phẩm tiếp theo là một cái đèn ô tô. Đấy, cái đèn ô tô đây. Cái đèn này thì về cái chiều dài của nó là cỡ khoảng 20 cm. Ánh sáng của nó là ánh sáng đỏ nhá. Đèn pha ô tô thì cái này thì các bác về mình có thể là chế cháo làm cho anh cái sợi dây nhá, để test đèn cho các bác luôn. Đấy. Mình chế đèn bình vào thì mình có thể làm cái đèn pha chiếu sáng ngoài sân vườn thì cũng rất là hay. Đấy. Đấy. Này cái hãng của nó này. Đây hãng của nó nhé. Rồi thì em sẽ test thử cái ánh sáng của nó cho các bác thấy. Cái này nó làm bằng thủy tinh ha. Đây em quay lại cho các bác thấy đây. Đây nhá, cái ánh sáng của nó này. Đây. Đây, cái kiểu ánh sáng của nó ánh sáng như này nha các bác nhé. Đó. Ánh sáng đỏ như này. Đây. Ở đây thì nó có ghi là điện 12V này. Công suất là 55 đến 65W này. Đó. Rồi, cái đèn ô tô là giá là 120.000 nha các bác nhé. Đèn ô tô 120.000 một cái. Đó. Rồi, sản phẩm tiếp theo thì bên em có cái ray trượt như thế này nha các bác nhé. Ray trượt ở đây thì em có 3 loại. Đấy. Dài là 53 và 60 cm. Cái ray trượt này thì các bác có thể làm ray trượt tủ nhé, nó rất là mượt mà luôn. Đấy. Ray trượt tủ hoặc là mình có thể là làm cửa kéo, cửa kéo thì em thấy cũng khá là hợp lý luôn. Đấy, các bác muốn làm cửa lùa, cửa đồ thì các kiểu ạ. Ví dụ như là 60 thì cái cửa của các bác làm cửa mét 2 cũng được. Còn cái loại mà 50 phân thì các bác làm cửa 1 mét. Loại 53 phân thì các bác làm một loại cửa là 1m06, cũng khá là hợp lý. Đấy, làm cửa lùa. Đấy, đẩy ra đẩy vô thì cái này nó rất là cứng nhá. Tại vì cái độ dày của nó này nó không như những cái hàng thông thường nhá, cái này là hàng tháo tủ của Nhật. Nó rất là dày. Đấy. Cái này nó là làm bằng thép hợp kim, rất là cứng. Đấy, và độ mượt của nó thì đây này.
đã xài rồi và đã trải qua một quá trình sử dụng rồi mà nó vẫn còn mượt mà lắm các bạn. Thì ba loại này, ba loại ray ray tủ này, loại mà 51 cm, loại 51 cm thì bên em đang bán với giá là 210.000 một cặp nhé. Loại 50 cm thì 210.000 một cặp. Còn loại mà 53 cm 225.000 một cặp. Còn loại 60 cm, loại 60 cm thì bên em sẽ bán với giá là 250.000 một cặp nhé. À, hãy các bác về chế cháo tha hồ ha. À, đây này, nó làm những cái khe để bắn ốc này, đấy, bắn vít này, đồ các kiểu này, lỗ bắn vít này. À, bắn vít rất chắc chắn nha. Mình có thể làm cửa làm tủ, đóng tủ. Đấy, hoặc là mình làm cửa lùa. Đấy, cửa lùa rất là hay luôn. Đấy, các bác làm cửa phụ đó kiểu nhìn rất là độc đáo nhá. Đó. Đấy, bác nào mà thích chế cháo thì sử dụng con này em thấy rất là hợp lý. Đấy. Rồi. Tiếp theo thì em có về được thêm rất là nhiều cái dây nét như thế này nhá. Thì dây nét này chống nước tuyệt đối luôn các bạn này. Đấy thì em đang bỏ trong nước này. Đấy, ngâm nước luôn đấy. Để cho các bác thấy được rằng cái sự chống nước của nó. Thì còn ở đây á, tại vì sao? Tại vì cái dây này nó nằm, dây nét nó nằm bên trong cái dây đúc kiểu như thế này các bác này. Đấy, rất kín nhá. Đó. Và cái này thì các bác chơi Noel hoặc là chơi Tết thì cái này quá tuyệt vời. Các bác chơi từ năm này qua năm khác thì vô tư luôn. Đấy. À, ở đây thì cái cục chuyển nét này á, thì nó có 6 chế độ nhá, 8 cái chế độ này. Đấy. 8 cái chế độ nhấp nháy này các bác này. Đấy. Đó. Đấy, mình có thể điều chỉnh ở đây nhá các bác nhá. Đó. Đó. Và cái dây nét này thì em báo giá luôn là các bác mua từ 10 m. Đấy. 10 m, 20 m, tại vì cái cục chuyển này nó chịu tải. Tất nhiên thì một cuộn này là 100 m á thì có thể là cục này có thể chịu được, nhưng mà chỉ trong một thời gian ngắn thôi, chứ còn để mà lâu thắp xuyên ngày xuyên đêm á thì cái này nó sẽ không bền nhé. Đấy, cái cục chuyển nét này nó chỉ chịu được tầm 20 m trở lại. Vì thế này em sẽ bán cho các bác là từ 10 m trở lên. Đấy, 10 m, 20 m. Đó. Và cứ các bác mua thì em sẽ tặng kèm một cái đầu chuyển như thế này nhá. Cái này thì cái đầu chuyển này các bác mua, nếu như các bác mua được cũng rơi vào tầm khoảng 25-30 ngàn. Đấy, một cái đầu chuyển nét này nhá, mua lẻ. Nhưng ở đây thì em tặng kèm các bác luôn. Đó. Và em không bán cái này nhá các bác nhá. Này bác nào có mua thêm thì em mới bán kèm thôi. Còn lại thì cái này chủ yếu là em mua về để tặng kèm khi các bác mua dây nét này nhá. Đó. Em báo giá luôn nhá. À, các bác mua 10 m là 100 ngàn, tặng kèm một cục chuyển nét. À, mua 20 m là 200 ngàn, tặng kèm một đầu chuyển nét nhá. Đó. Thường thì em thấy các bác là thích là mua 20 m hơn, tại vì mua 20 m về mình sẽ làm được rất là nhiều việc, quấn vào cây xanh, cây si đồ các kiểu ha. À, trang trí rất là đẹp mắt nhá, quán cà phê, cà pháo đồ các kiểu, hoặc là trang trí nhà mình rồi, hay là cây thông Noel đồ các kiểu, em thấy cái này cũng rất là hợp lý các bác ha. Đó. Rồi, giá của nó là 1 m là 10.000 nhá. Các bác mua từ 10 m trở lên em mới bán nhá. Và tặng kèm cục chuyển nét. Đấy. Rồi, sản phẩm tiếp theo là một cái máy làm trứng cuộn của Hàn Quốc nhá. Ở đây thì đây, cái này nó đến từ thương hiệu là Edirone. Đó. Thì nó làm tất cả các món trứng cuộn, làm đồ ăn sáng rồi các kiểu ha, liên quan đến trứng. Đấy. Này thì nấu nướng đồ các kiểu rất là nhanh. Và đây thì nó cho đầy đủ các cái phụ kiện máy và đây. Đây thì cái đồ vệ sinh này. Rồi đây thì cái đồ hút trứng này. Đấy. Bình xịt dầu này. Thì đây thì em sẽ test thử cho các bác luôn.
Đấy. Ở đây thì cái bình xịt dầu thì mình sẽ là xịt vào trong đây. Đấy. Để cho nó khỏi bị dính các bác ha. Cái này em lấy dầu hơi ít nên. Đó. Mình sẽ xịt dầu ăn vào trong đây để cho nó khỏi dính ha. Rồi sau đó là đây em có cây xúc xích này. Đó. Bỏ vào này. Kèm theo đây thì là một số cái trứng thì em đã chuẩn bị sẵn rồi nhá. Thì em sẽ test cho các bác. Đây. Trứng. Và mình đậy nắp lại. Đấy, đậy nắp lại. Đó. Và chờ nó chín thôi. Đấy, cái này mà khi nào nó chín thì nó sẽ tự đẩy lên nhé các bác nhé. Đó. Thì cái đặc điểm của cái máy làm trứng cuộn là Hàn Quốc này thì các bác có thể là làm đồ ăn sáng đấy, và cái giá của nó thì em công bố luôn là giá cũng 95.000 nhé. Giá thì bên em đang thanh lý xả kho ra 95k. Máy làm trứng cuộn Hàn Quốc 95k luôn. Đó. Cái này thì khi các bác bỏ vào á thì bật nút nguồn lên thì mình đợi cũng khoảng 1-2 phút. Đấy. Thì nó chín. Đấy, ở trong đây nó làm nóng chín lên thì nó sẽ là tự đẩy lên nhá. Ở đây thì nó đã bắt đầu chín rồi này, và thấy là khói nó ra rồi này. Đó. Khói ra rồi. Để em nhấc cái này lên này, không để cho nó nóng như thế này thì nó mới chín được kỹ đó các bác ha. Đó. Đây làm những cái món trứng cuộn thì rất là nhanh. Rồi thì mình làm bữa sáng rồi cái kiểu thì rất là hợp lý. Đấy. Đấy, khi mà nó chín thì nó sẽ tự đẩy lên như thế này nhé bác nhé. Đó. Đó. Đây. Đây. Mình được một cái xúc xích trứng. Xúc xích trứng rất là ngon. Đấy, cái này thì làm bữa ăn sáng rồi kiểu thì rất là tuyệt vời luôn. Đó. Rồi máy làm trứng cuộn Hàn Quốc giá là 95.000 nhá, 95k. Rồi sản phẩm tiếp theo thì bên shop có về được một số cái chuông đồng nha. Đấy, bác nào mà thích sưu tầm cái này. Đấy. Đấy, nghe giống như kiểu bản nhạc luôn các bác. Đấy, nghe cũng rất là hay. Đó, rất là vang nhé, mà giống như kiểu là những cái chuông này á, người ta đúc chuông thì người ta cũng có bỏ một số cái lưu lượng vàng bạc đồ các kiểu vào để cho tạo tiếng vang nữa các kiểu các bạn. Đó, nên là bác nào mà mình có ông bà hoặc là mình có thể là mình tặng cũng được. Đấy, tặng cũng được hoặc là mình mua về mình dùng cũng được. Đấy. Rất là hay. Đấy, những cái chuông lần đầu tiên em thấy được về. Đấy, cái tiếng vang của nó rất ok nhá. Giá của nó thì cũng rẻ thôi. Đấy. Nói chung thì mấy cái này thì mang cái tính chất sưu tầm nữa. Đấy. Bác nào mà mình có nhu cầu mình liên hệ em nhé. Cái này thì cái chuông này thì nó nhỏ thôi. Đường kính của nó này, đường kính của nó là 60 6 cm rưỡi, cao độ khoảng 3 cm. Đấy. Đáy chuông của nó kiểu như thế này các bạn. Này thì mã là G11 nhá, G11. 55.000. Đó. Đấy con này. Ui giời.
con này J12. Đấy, J12 con này thì đẹp quá. À, cũng 6,5 phân. Đấy, J12. J12 cũng 55 ngàn luôn. J12. Đấy, J12 50k nhé. 50k. Rồi, J13 con này thì to cao hơn, con này thì 7,5 cm đường kính, cao cỡ khoảng là 4 cm. Đấy. Con này là J13 70k nhé. J13 70k. Rồi, J14 60k. Con này thì nó nằm mỏng hơn con J13 một tí, mà nó 7,5 cm và cao là 3,5 phân. Cao là 3,5 phân nhé. J14 là 60k. Rồi, con J15. J15 thì con này to, to nhất hội. À, chuông. J15 con này là 8,5 phân này. À, cao là 4,5 phân nhá. 95 ngàn. J15 95k. Rồi, J16 con này đường kính là bao nhiêu? Này đường kính là 7,5 phân. À, 7,5 phân này. À, con này là cao là 4,5 phân. Đấy. À, J16 90k nhé. J16 90k. Rồi, cái chuông cuối cùng. J17 75k. Con này về cái đường kính của nó 7,5 phân luôn, cao cũng khoảng là 4 phân. Đấy. J17 75k nhé. Đấy. Chuông kêu rất kêu. Còn đây thì những cái ly thôi. Cái này thì ly nước này. Đấy, ly nước như thế này. À, em cái này thì em bán theo cặp nhé. Đấy, một cặp ly rất là đẹp. Đấy. Cặp ly này là 150. Này J18. Đấy, 150 ngàn nhé. J18 150 ngàn. Rồi. Này là cặp đế đèn cầy. Cặp đế đèn cầy này á thì đấy, một cặp rất là đều đẹp nhá. Đấy, đế đèn cầy này mà trưng đồ gì cũng khá là đẹp. Cao là 14 phân. Đấy, cặp đế đèn cầy như này cao 14 phân. Đấy. Và một cặp này thì em bán theo cặp luôn. Đấy. Con này thì J19 là 230.000 cặp nhá. J19. 230.000 cặp. Rồi, J20 170.000. Đây, con này thì nó làm mỏng hơn cái cặp và J19 một chút. À, còn chiều cao của nó. Chiều cao của nó thì nó rơi vào tầm cỡ khoảng là 12 cm nhá, 12 cm này. Đấy. Này J20 170.000 cặp này nhé. J20 170.000 một cặp. Đó. Rồi, sản phẩm tiếp theo đây thì hàng rất là xịn sò. Cái này nó xẻng mới mà bác nào mà vừa sưu tầm mà, hoặc là mình xài cũng được nhé. Nhưng mà theo em nghĩ là xài cái này thì nó hơi lãng phí. Nó đẹp quá, lớp sơn của nó còn nguyên luôn. Sơn kiểu sơn tĩnh điện nhá. Mà hàng siêu tầm mà cái này nhìn này. Các bác nhìn thấy cái ký hiệu này là Nhật, nó sản xuất tại Nhật luôn này. Đó, hãng thương hiệu là LT gì đó. LT. À, cái này thì xẻng sắt mà nó rất là dày nhá. Đây các bác nhìn cái độ dày của nó cũng khoảng 1,5 ly 2 ly ấy. Rất là dày. Và xúc đất thì đến bao giờ thì nó hỏng cái xẻng. Xúc đất, xúc cát. Mà em nghĩ rằng cái này thì bác nào mà sưu tầm thì mình mua thôi nhé. Chứ còn nếu mà làm việc thì mà sử dụng cái xẻng này hơi tiếc rồi. Nhìn mới quá. Rồi, xẻng này thì giá nó cũng mang cái tính chất là sưu tầm nhé. Đấy, bác nào mà mình cảm thấy cái xẻng này nó ok, đẹp, nó phù hợp với mình thì đấy nhé. Có một cái duy nhất thôi, cũng chả có cái thứ hai. Đặc điểm hàng bãi được vậy. À, đường
chưa cái bản của nó là rộng là 16,5 cm đó, và chiều dài cái lưỡi của nó là 22,5 cm ha, 22,5 cm, rồi chiều dài tổng thể là 81 cm, 81 cm, 81 cm nhé, chiều dài tổng thể cả là 81 cm. Rồi giá của nó là 450 nha. Đó, bác nào mà mình sưu tầm liên hệ em. Z21. À, cái này là là 450k. Đấy, một cái duy nhất, hàng đẹp, đẹp trong chảnh. Bây giờ hàng mới chưa qua sử dụng nha. Do phải đi đường hàng bãi về, nó vận chuyển nó hơi chảy tí cái sơn thôi. Ôi. Rồi, tiếp theo thì bên shop có về được một số con máy như thế này nhá, có máy mài hay đá, máy bào, máy cưa như thế này. Đây thì em giới thiệu nhanh cho các bác. Ở đây thì con này nó còn dây điện thì nguyên zin. Con này thì dây điện của nó còn nguyên zin luôn này. Đấy. Con này thì không biết được của hãng gì đây. À, còn rất là đẹp nhá. Ngoại hình của nó đẹp, hàng tuyển luôn. Ơi. Đấy, hãng Riatun gì đó này. Đấy. Công tắc đồ các kiểu của nó vẫn còn ok nhá. Đó. À, tuy nhiên thì cái đá mài ở đây người ta mới có mài một chút xíu thôi này. Đấy, một chút xíu chỗ này thôi. Đó, còn bên này thì hình như là chưa sử dụng hay sao ấy. Đó. Con máy từ cái đế cho đến là cái mặt của nó còn rất là đẹp. Đó. Máy mài hai đá. À, cái size của cái đá này thì nó rơi vào tầm cỡ khoảng là 18 phân, 16 đến 18 phân. Size của viên đá này nhá. Đó. Rồi. À, cái máy này thì em cũng là gọi là bao chạy cho các bác luôn đấy, bao chạy luôn. Hàng tuyển chọn các bác. Rồi, con này thì mã này là mã Z22. Rồi, con này là 750.000 nhá. 750k. Rồi, còn con này á, đây. Có đồ kê đồ các kiểu này. Đấy, còn đẹp luôn. Đấy. Đồ kê này thì các bác có thể là tháo bên này bỏ sang bên này để mình kê mình xài cũng được. Cái này nó đến từ thương hiệu là Toshiba. À, đá điếc thì cũng là một bên của nó thì còn khá là dày đẹp. Còn bên này thì nó mài vát kiểu như thế này, các bạn không biết nó mài dao hay mài kéo gì. Đấy, Toshiba. Công tắc công tiếc thì còn ok, mỗi cái là dây điện của nó nha, bị đứt dây điện. Và cái này em cũng bao chạy cho các bác, đồng thời em sẽ gắn dây điện vào. Đấy, gắn dây điện cho các bác nha. Dây ba cái dây dẹt như vậy thì em sẵn có luôn. Dây ổ cắm thì dây cái phích cắm rồi các kiểu là có sẵn luôn, thì em đấu vào cho các bác, về các bác khỏi phải đấu. Rồi, con này là giá là 700.000 nhá. Z23. 23, giá là 700.000. Z23 700k. Rồi con máy bào này, hàng đẹp, dây còn zin. Đẹp, dây zin luôn. Đấy, lưỡi bào còn khá là ok luôn nhá. Con này thì thuộc cái loại là máy bào mini, điện của nó thì 110, cái này thì nó thương hiệu là Towa. Đấy. Còn rất là đẹp nha. Điện 100V. Đó. Điện 100V. À, ui giời, con này gì đây mà nó chạy 15.000 vòng trên phút, ghê gớm thật. Công suất của nó thì cũng nhẹ thôi, 6A. Rồi. Cái này thì cái này là Z24 nha, Z24. Đấy, 350k. Z24 350k.
Rồi, một con máy cưa cầm tay, lưỡi thì của nó còn nguyên luôn. Size lưỡi của nó là 3 x 160 mm. Makita này. Đó, được đến từ thương hiệu Makita. Con này cũng 350 luôn, J25. 350k. Đó. J25 350. Rồi tiếp theo đây thì em có về một số cái dây điện như thế này nhá. Dây điện của hãng Kawasaki. Thì cái dây này á thì bác nào mà có nhu cầu làm nhé thì mình có thể làm liên hệ nhé. Dây ở đây em có dây 0.75 và dây 3 nõi. Đấy, dây 0.75 và dây 3 nõi 2.0. Đấy, 2.0 hoặc là 1.0, 1.25 em cũng có luôn. Đấy, dây 3 nõi. Rồi. Ở đây thì cái dây 0.75 này á là dây đôi này, loại dây đôi 0.75 mà hai da, dây đôi 0.75 hai da thì bên shop đang bán với giá là 180.000 một ký nhá. Và cái cuộn này đây, tất cả của nó là đều của Kawasaki nhá. Kawasaki. Đấy, Kawasaki này các bạn thấy không? Đấy. Dây điện này là cái loại cái dây mà chống cháy nên là nó cứng. Đấy, nó hơi cứng một tí. Nó tại vì nó không phải là chống cháy mà nó chống cái kiểu là khi mà bị cháy á, nó sinh ra cái lượng khói nó ít. Đấy, không như những cái dây điện khác các bác đối đốt lên phát là khói ra nghi ngút. Cái này thì nó khói ra, cái lượng khói ra nó ít. Đấy. Hai nõi này. Đấy, hai nõi 0.75, cái này mình ráp bóng đèn hoặc là ráp một số cái thiết bị điện thì cũng khá là ok luôn. Dây 0.75 này thì các bác tải thì cũng chuyện bình thường. Rồi. Cuộn này của nó là 2,5 kg nhé. Đấy. 2,5 kg là 560.000. Đấy. Cuộn này thì mã này là mã J26. Đấy. 2,5 kg 560.000. Rồi cuộn này cũng 0.75 đôi hai da luôn mà dây màu đen như thế này nhé, của Kawasaki luôn này. Màu đen này thì các bác đọc chữ nó dễ hơn, Kawasaki này. Đó. Cuộn này là 4,2 kg. Đấy, 4,2 kg J27. Thì em cũng gợi ý luôn nhé, những cái cuộn mà 0.75 này thì cái loại dây 0.75 này nó rơi vào tầm cỡ khoảng là 20 đến 25 mét trên 1 kg nhá. Đó, để các bác ước lượng. Tại sao em phải nói cỡ khoảng như vậy? Tại vì dây á thì nó cũng là nõi là 0.75, nhưng mà tùy cái loại. Có loại thì nó làm cái vỏ nó mỏng, và có loại thì nó làm vỏ dày. Đấy, vỏ dày hơn thì rõ ràng nó nặng hơn thì nó sẽ rút ngắn cái số ký lại nhá. J27 đấy, là 770k. Đấy, đi 0.75 đôi hai da. Rồi, còn bác nào mà có nhu cầu mà lớn hơn nữa về mua cỡ khoảng là bao nhiêu cái về mà làm nhà làm cửa thì các bác cũng tranh thủ nhé, liên hệ sớm, tại vì shop cũng còn số lượng là cũng có hạn thôi. Rồi, J28, cuộn này là 4,7 kg này, dây 0.75 đôi hai da, dây màu trắng, trắng như ngọc trinh. À, em lưu ý các bác luôn là hàng này nó là hàng mới chưa qua sử dụng nhé, nhưng mà nhiều cuộn là do nó bị là nó bẩn bẩn tí do vận chuyển đó các bạn, đó, không ảnh hưởng gì nhé, hàng mới ạ. J28 4,7 kg, 860.000. Dây này rất dẻo, các bác phơi nắng phơi sương được các kiểu ok luôn nhé. À, J28 860.000. Rồi, cuộn này màu trắng luôn, đôi hai da 0.75. Đấy. Và bác nào mà muốn thử thì có thể là mua cuộn này, 1,2 kg thôi. J29. Đấy, 1,2 kg là 210.000. Đấy, J29. Đấy, 210.000. Rồi, còn đây thì hai cuộn chống cháy này, dây màu xám này là những cái loại dây mà chống cháy. Đấy.
Z30 dây 0.7 5 đôi 2 da nhé, 1,5 kg 280.000 Z30. Rồi Z31 dây này 0.7 5 đôi 2 da 2 kg 360.000 nhé, Z21 này. Rồi còn đây là những cái dây đôi mà nó là đôi 1 da, thì cái loại này á thì nó rơi vào tầm cỡ khoảng là 30m trên 1 kg nhá, 30m đến 35m trên 1 kg. Và cái loại này á thì bên shop đang bán với giá là 220.000 1 kg nhá. Đó, loại này thì nó cũng có lợi dây cho các bác thôi. Đấy, lợi dây, 1 kg của nó rất được nhiều mét. À, dây 0.75 luôn. Nhựa của nó rất là tốt, nó dẻo lắm các bạn, để phơi nắng phơi sương đồ kiểu nó không bị lứt dây. Đấy. À, cuộn này là 0.75 đôi 1 da. Và loại này là bên em đang bán với giá là 220.000 một ký nha. Cuộn này 6,6 kg này, 1.450.000. Đấy, rất là dài. Này là Z32. 1.450.000. Đấy, 1.450.000. Rồi tiếp theo đôi hạ đôi 1 da 0.75 luôn này. Cái này là cuộn này thì là Z33. Z33 nhé, 2,2 kg 500.000. Z33 2,2 kg 500.000. Rồi Z34 này. Z34 cuộn này thì là dây 0.75 đôi 1 da. Đấy. 4,2 kg 980.000 nhé. Z34 980.000. Rồi, đấy cuộn này bác nào mà xài số lượng lớn thì mua cuộn này này, một cuộn luôn. Đấy, đẹp luôn, 9 kg. 9 kg nhá. Đấy. Z35 2 triệu. Đó, Z35 2 triệu nha. Đó, 2.080.000 nhá, Z35 2.080.000. Rồi còn đây là một số cái cuộn dây ba nõi. Cái này thì các bác về có thể làm dây của máy móc nhé. Đặc biệt là bác nào mà đang làm về máy móc bãi Nhật ấy, nhiều dây mà khi vận chuyển máy móc nó hay bị đứt, thì mình có thể là mình mua về mình đấu lại. Hoặc các bác mà có cuộn Runo rồi, mình có thể là mua cái dây này về mình làm cuộn Runo cũng ok luôn. Hoặc là làm dây dây ổ cắm rất là ok các bác. Bác nào mà đang làm về cái lĩnh vực như là đài đóm gì loa đài hệ thống âm thanh âm thiết rồi các kiểu thì cũng tuyệt vời luôn. Dây ba nõi này đấy, đấy. Dây 2.0 đấy, làm dây ổ cắm thì rất là phê luôn đấy. Không sợ bị gọi là quá tải đấy. Dây 2.0 cuộn này là 5,7 kg. Dây ba nõi loại này thì em đang bán với giá là 180.000 nhé. Dây còn đẹp mới luôn. 180.000 một ký. Thì cuộn này là Z36. Z36. 1.030.000, 5,7 kg. Rồi Z37 thì cuộn này là dây cũng là ba nõi này. Ba nõi này là ba nõi gì đây? Cái này là ba nõi 2.0 nhá. Còn cái ba nõi này thì không biết là ba nõi mấy chấm đây. Cái vỏ này thì nó dày hơn. À, ba nõi này là dây 1.25 nha các bác nhé. Đây. 1.25 mini này các bác này. Đây nhá. 1.25 mini, dây của Kawasaki luôn. Đấy. Vỏ này thì nó rất là dày luôn này. Đấy, rất là dày dặn luôn. Đấy, Z37 nhá. Z37. Z37. 1.520.000 nhá. Cuộn này 8,4 kg, 1.520.000. Phẩm tiếp theo thì bên em có về một số cái CB của Hàn Quốc. Loại CB này thì đã qua sử dụng rồi nhé các bác nhé. Thì ở đây thì nó là có CB chống giật và CB chống giật. Đấy, ráp cho máy móc và CB tổng cũng
cũng có luôn nhá. CB chống giật loại 20A này thì ráp cho một số cái máy móc đồ các kiểu à. Thì ở đây á là nó thương hiệu là TS, rồi nó nhiều thương hiệu nó có nhá. Thì em gửi ngẫu nhiên luôn. Đấy, có cái TS rồi LG đồ các kiểu ạ. Đó. Đấy, 20A này. Đó. Thì ở đây thì là dòng rò của nó là 15 đến 30 mA. Đấy. Là nó sẽ là tự sập cầu dao ha, tự sập cầu dao như thế này. Và giá của nó loại 20A CB chống giật 20A bên em đang bán với giá là 55.000. Loại 30A, loại CB 30A đây, chống giật 30A như thế này thì giá là 65.000. Đấy, còn loại CB chống giật 50A này thì ráp cho nguồn tổng được luôn này, ráp tổng được luôn này. Đấy, CB chống giật loại 50A này ráp tổng được luôn. Loại này thì giá là 180.000 nhá, 180.000 CB chống giật 50A ráp tổng. Đấy, giá là 180. Rồi, sản phẩm tiếp theo là một cái kính núp hàn nhé. Kính núp hàn này nó có cái kính núp nhỏ bên trong này và kính to bên ngoài. Đấy, thì các bác khi mà mình hàn đồ các kiểu thì nó có tay kẹp. Đấy, bằng mạch điện tử. Đấy, có chỗ để nhựa thông. Đấy, có chỗ để mà gác cây hàn, quay hàn đồ các kiểu ha. Thì ở đây nó có đèn luôn các bác này, có đèn ở bên dưới này. Nó xài cái pin của nó thì pin tiểu, cũng rất là dễ thay thế nhá. Đó. Cái kính núp hàn này giá là 250.000. Về các bác đã sửa chữa linh kiện điện tử đồ các kiểu thì rất là tiện lợi nhá. Đấy. Kính núp hàn giá là 250.000. Đấy. Đấy, nhìn rất là cứng cáp. Đấy, mình có thể điều chỉnh góc độ các kiểu được luôn các bác ha. Đó. Giá là 250.000 kính núp hàn. Rồi. Sản phẩm tiếp theo thì bên shop có về được cái lệm massage. Đấy. Cái này thì nhà sản xuất người ta có cung cấp cho một cái tẩu để gắn vào xe hơi, xe tải rồi các kiểu các bác nhé. Đấy. Rồi có thêm một cái cục adapter. Cục adapter này là điện là từ 110 đến 220V. Đấy, điện 110 theo tiêu chuẩn của Nhật cũng được, mà Việt Nam mình xài cũng ok luôn. Cục adapter như thế này. Và ở đây thì nó có 5 chế độ massage này. Đấy, có những cái nhiều, rất nhiều cái chế độ massage. Và cái điểm massage của nó là điểm gáy này, hai bên hông và hai bên đùi. Khi mà các bác ngồi lâu đồ các kiểu ở trên ghế hoặc là trên bàn làm việc đồ các kiểu ấy, các bác có thể là sử dụng tại bàn làm việc hoặc là sử dụng ở nhà cũng được, hoặc là trên xe hơi cũng được luôn. Đấy, thì mình ngồi lâu, tư thế ngồi lâu thì nó sẽ mỏi ở những cái vị trí như vậy. Nó sẽ có 5 điểm massage như vậy nhé. Ở đây thì cái chế độ của nó thì khi mà bật nút lên này, đây thì nó từ 1 cho đến 8 này. Đấy, 8 cái chế độ. 8 chế độ nhé. Và có hẹn giờ được luôn. Rồi còn mức mạnh nhẹ thì nó có 3 mức. Đấy. Mạnh nhẹ có 3 mức. Hẹn giờ đây rồi các bác này. Đó. Đấy. Nó sẽ rung những cái điểm là đùi, hông và cổ. Đấy. Đấy. Và cái nệm massage này thì bên shop đang bán với giá là 380.000. Đấy. Nệm massage. Đấy. Và sản phẩm đi kèm sẽ là một cái tẩu gắn xe hơi và một cái cục adapter. Cục adapter này thì có thể là cắm điện 110 cho đến 220 được luôn các bạn nhé. Đây, em tắt đi. Đây cái adapter của nó này. Nó AC 100 đến 240V. Đó. Rồi. Nệm massage 380.000 nhé các bác nhé. Nệm massage 380.000. Rồi, tiếp theo thì bên shop có về được cái nô thẻn xẻng nhôm nhá. Đấy, xẻng nhôm này thì rất là dày luôn. Đấy, cái này mà các bác mà làm về bonsai đồ kiểu á, mình làm cỏ hoặc là xúc đất đấy, vào chậu đồ các kiểu thì cái này rất là tuyệt vời. Đấy, nó rất là dày nhá, độ dày của nó từ 2 đến 3 ni này. Đấy, khoảng 3 ni đấy. Rất là dày nhá.
này thì làm thì không lo bị gọi là mòn gãy đồ các kiểu các bạn, mà nó rất là rẻ luôn, rất là rẻ. Bên shop đang bán với cái giá là 180.000 cho 10 cái xẻng như thế này, 10 cái xẻng nhôm như thế này nhé. Đấy, cái xẻng này thì em lưu ý các bác là chưa có cán nhé, chưa có cán, về mình tra cán gỗ, cán sắt đấy, hoặc là cán nhựa tùy các bác thôi. Cái cán thì nó đơn giản thôi, tại vì nó cũng đã thành hình như thế này rồi, chỉ cần tra cái cán vào nữa là mình nạp, không để vậy nạp cũng được, xúc rất là tiện nha. Đấy thì các bác có thể là mua về để mình bán lại, hoặc là mua về để mà mình làm, thì nói chung thì em bán từ 5 đến 10 cái thì em mới bán thôi, 10 cái 5 hoặc 10 cái trở lên em mới bán thôi, còn lẻ tẻ nên 1 2 cái em không bán đâu, tại vì cái này về số lượng như thế này. Đấy, giao lưu các bác luôn. Đấy, các bác mà làm bonsai đồ các kiểu thì mua hẳn 10 cái về để dùng dần đấy, quanh 5 ngày tháng. Giá em công bố lại nhá là 180.000. 180.000 10 cái xẻng nhôm như thế này. 180.000 10 cái xẻng nhôm. Đó. Rồi, sản phẩm tiếp theo thì bên em có về được một cái lô đèn mắt cú như thế này đây. Thì nó làm đèn trợ sáng cho xe máy này. Đấy, kiểu dáng. Cái này chất liệu của nó là bằng kim loại nha. Đó, rất là cứng chắc. Thì ở đây nó sử dụng điện bình 12V luôn. Đó. Cái này thì em test cho các bác thấy đây. Đây, ánh sáng của nó rất là sáng nha. Đây này. Đấy, các bác thấy không? Đó. Đây là cái đèn nhà em sáng lắm này, mà cái này ánh sáng nó sẽ là như thế đấy các bác. Ánh sáng vàng thì phá sương đồ các kiểu, thì cái này những nơi mà đi sương mù. Nhưng mà nó còn có thêm cái chế độ sáng nữa, các bác tắt đi bật lại thì nó có cả ánh sáng trắng. Đấy. Rồi tắt đi bật lại là ánh sáng vừa vàng vừa trắng này. Đấy, ánh sáng vừa vàng vừa trắng này. Đó, vừa sáng trắng vừa vàng vừa trắng. Đó, nó có 3 chế độ như vậy nha các bác nhé. Đây, quay để cho các bác thấy nó trực tiếp. Đó, vừa vàng vừa trắng này. Rồi tắt đi bật lại thì nó chớp nháy nữa, là thêm chế độ khác nữa này. Đó, 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 đó. Rất là nhiều cái chế độ ở đây nhé. Đó, cái đèn mắt cú này đấy các bác có thể là gắn ở bên hông xe đồ các kiểu đấy, đi buổi đêm nhiều lúc mà những nơi mà sương mù đồ các kiểu thì các bác có thể là chế cho xe ô tô hoặc là chế xe máy đồ các kiểu, tùy các bác thôi đấy, tùy các bác chế thôi. Rồi, đèn mắt cú bên em đang bán với giá là 150.000 một cái nhá, đèn mắt cú 150. Đó, đèn trợ sáng xe máy, đèn mắt cú 150. Sản phẩm rất là dày dặn nhé. Đấy, cầm thôi đã đủ thấy nó cái sự làm tỉ mỉ chi tiết của người ta rồi. Đèn mắt cú giá là 150.000. Rồi, sản phẩm tiếp theo là một cái hộp ron cao su nhé. Đấy, hộp sim cao su này. Đấy, ron sim này thì nó rất là nhiều sản phẩm ở trong đây. Nó gồm có là 400 cái sim ở đây nha các bác nha. Đấy, nhiều kích cỡ. Đấy, nói chung những con sim này á, thì nó là cái chất lượng của nó thì rất là ok, chống dầu. Đó, chống dầu. Và ở đây thì nó gồm có là 18, 19, 20, 21, 22, 23 cỡ sim khác nhau. Đấy, từ to cho đến nhỏ nha các bác nha. Từ nhỏ cho đến to, từ những cái bé tí như là hạt thóc, hạt gạo này, hạt đỗ này. Rồi cho đến những cái mà nó to bằng khoảng 2 đầu ngón tay. Đấy. Đó, cho nên là các bác có thể là mình mua về để sẵn ở trong nhà. Đấy, khi cần thiết thì cái này nó sử dụng rất là hữu hiệu. Đấy. Hộp ron sim cao su này bên shop đang bán với giá là 110.000 nha. Đó, hộp ron sim giá là 110.000 một hộp. Đó.
Rồi, sản phẩm tiếp theo thì là một cái bó ghen co nhiệt nhiệt. Ở đây gồm có 7 loại nhé. Từ size 2 cho đến size 10. Đấy. Từ size 2 cho đến size 10 gồm có 7 loại như thế này. Đó, về thì các bác xài rất là nhiều thứ được luôn. Đấy. Mà mỗi sợi như vậy là dài 2 mét. Đấy, các bác về nếu xài gia đình thì cắt ra mà xài thì mình mông bao la luôn. Đấy, xài quanh 5 ngày tháng không hết được các bạn. Đấy, một bó ghen co nhiệt này 50.000 thôi nhá. Đấy, 50.000. Đó. Một bó ghen co nhiệt 50k. Rồi, sản phẩm tiếp theo là công tắc. Thì cái công tắc này là công tắc đuôi của máy mài. Đấy. Chất liệu thì của nó là bằng nhựa. Đấy. Chất liệu nhựa. Công tắc này đuôi máy mài này nhá. Máy mài máy cắt cầm tay của các bác ạ. Đấy, công tắc đuôi máy mài giá là 15.000 một cái. Rồi, còn đây thì cái đầu bơm hơi. Đấy. Đầu bơm hơi thì này thì nó của thằng gì đây? Zikoto gì đấy. Đầu bơm hơi Zikoto. Ikoto. Đầu bơm hơi một đầu này 30.000 các bác nhé. Đầu bơm hơi một đầu 30k. Đó. Rồi còn đây thì cái cút nối dây hơi, cái này là size 10 này. Size 10 nhá. Đấy, size 10. Cái cút nối hơi này 30.000 luôn, cái cút nối này, nối dây hơi này, cút nối dây hơi này là 30.000 luôn. Đó. Rồi, đây thì là cái công tắc nhá, công tắc on off. On off. Đấy, cái này là Nhật sản xuất luôn, hàng mới chưa qua sử dụng nhé các bác nhé. Đấy, công tắc này on off này. Đấy, các bác về có thể là gắn trên xe cộ đủ các kiểu thế này tuyệt vời luôn. Giá 65.000 một cái nha. Công tắc on off 65.000 một cái công tắc on off. Đó. Đấy. Về được cái loại công tắc này mà còn mới nguyên luôn rất là khó. Này nếu như là hàng Make in China thì cũng rơi vào tầm cũng khoảng 95 cái nhá. 95.000 một cái nhá. Đấy, nhưng mà cái này thì em bán 65.000 thôi, tại vì cái này em về nó giá nó cũng tốt. Đó. Công tắc on off. Còn đây thì công tắc rút nhấn này, công tắc rút nhấn này giá 25.000 nhá. Đấy. Nhìn nó rất là cứng cáp nha các bác nhé. Rút nhấn giá 25.000. Còn đây thì cái gậy trợ giảng dành cho giáo viên. Đấy, thì cái này nó có thể là rút dài ra được, dài được 1 mét nha các bác nhé. Rút dài ra cỡ khoảng 1 mét đấy. Đây. Nó giống như cái anten thầy các bác này, để chỉ bài, chỉ bảng đồ các kiểu này. Hoặc là các bác nào làm sếp đồ các kiểu thì có thể là đem ra thuyết trình cái này cũng rất là tuyệt vời. Rồi. Cái gậy chỉ bảng nhá, gậy chỉ bảng giá là 65.000 một cái. Rồi, sản phẩm tiếp theo là một cái bút thử điện. Bút thử điện này nó có thể đo thông mạch được luôn các bác này. Ở đây thì người ta nhà sản xuất người ta tặng thêm 3 cục pin. Đấy. Và ở đây thì đo thông mạch thì các bác nếu nó hiện lên màu xanh như thế này này. Đấy, thì là nó thông mạch nha các bác nhé. Còn khi mà ráp vào cực dương, bỏ vào cực dương á, thì nó vừa đỏ vừa xanh. Đó, vừa đỏ vừa xanh. Đấy, nó báo có điện nha các bác nhé. Có màu đỏ là có điện. Còn đây thì màu xanh như thế này là thông mạch. Giá 30.000 một cái bút thử điện như thế này nhé. 30.000 bút thử điện. Rồi, sản phẩm tiếp theo là một cái cây lấy dấu. Lấy dấu này nó đến từ thương hiệu là Tajima này các bác này. Lấy dấu nó đến từ thương hiệu Tajima. Cái này thì đấy, các bác đột lỗ đồ các kiểu làm bên cơ khí thì sử dụng cái này lấy dấu để khoan thì cứ tuyệt vời luôn. Giá 50.000 cây lấy dấu nhá. Lấy dấu tự động 50k. Rồi còn đây thì kẹp mát hàng. Kẹp mát này thì nó có 5 châm này các bác này. Đấy, hai cái bên này là hai cái 5 châm. Đây. Được rồi. Đây. Đó, 5 châm hít rất chắc nha các bác nha. Đó,
để các bác lấy mát, mà nó có hai chân luôn, hai chân 500 luôn. Đấy. Mát hàn 500 hai chân này thì bên shop đang bán với giá là 60 ngàn một cái nha. 60 ngàn mát hàn 60k. Rồi, sản phẩm tiếp theo là một cái bản nề đóng cửa tự động, chốt cửa tự động. Cái này thì em giao lưu các bác rất là nhiều rồi nhá. Giờ thì nó còn số lượng cũng ít thôi. Giá 50 ngàn một cái bản nề, một cái chốt cửa tự động. Đấy, chốt cửa tự động. Còn đây thì cái bản nề này là cái bản nề đóng cửa tự động nhá. Ở đây nó có mai so đồ các kiểu, đóng cửa tự động. Ở đây có khớp này. Đấy. Thì cái này các bác về là có thể là gắn kèm vào. Nếu một cửa thì các bác chỉ cần gắn kèm một cái vào thôi. Đấy, gắn thêm vào thôi. Mình đang có bản nề sẵn rồi thì mình đấu thêm cái này. À, thì cái này nó có cái nò xo như thế này thì nó mở ra thì nó sẽ là tự động mở sang một bên. Đấy, đóng vào thì cần cũng có sức người, mở ra cũng cần phải có sức nha, chứ không có gió thì thổi thì khó lắm các bác. Đấy. Đấy. Bản nề đóng cửa tự động. Giá cũng 50.000 luôn. Đấy. Rồi, sản phẩm tiếp theo là một cái ống nhòm hai mắt. Đấy. Nó đến từ thương hiệu là Baninel. Đấy, Baninel. Con này thì giá là 350 nha. Đấy, cái này các bác đi mà đi du lịch dã ngoại thì mang theo cái này thì nhòm cực sướng. Tầm nhìn thì xem coi nào, 20 x 50 này. Ôi giời. Nhá. Và cái này thì điều chỉnh zoom to zoom nhỏ nó chỉ một bên thôi nha các bác nhé. Điều chỉnh hai bên rồi bắt đầu là mất, nó không có cân được đâu các bạn. Đấy là chỉ một bên điều chỉnh được thôi. Đấy, nó kiểu nó vậy. Rồi, ống nhòm hai mắt giá là 350.000. Đấy, có túi đeo đi kèm luôn này. Đấy, túi đeo đi kèm luôn.